Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Peter và Lavender. Các bạn chắc thắc mắc là where's Peter, Peter đâu mất đi rồi. Bởi vì hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề liên quan đến phụ nữ nhiều hơn. Thế nên Peter mặc dù có support, có ủng hộ đó nhưng mà cũng không có thể góp ý được. Cho nên là mình quyết định chỉ một mình quay thôi. Mặc dù chủ đề hôm nay Lavender nói về các quyền sang dành cho phụ nữ, tuy nhiên mình nghĩ là các bạn nam hoặc các bạn khác giới cũng nên lắng nghe để có nhiều hơn cái sự thông cảm về những cái khó khăn mà các bạn nữ hàng tháng đều phải trải qua, để từ đó mình có thể hỗ trợ kịp thời cho các bạn nữ chẳng hạn. Mình nghĩ hầu hết các bạn nữ đều đã biết các quyền sang là gì rồi. Tuy nhiên đối với các bạn nào chưa có một chút khái niệm gì về các quyền sang thì đây sẽ là một số thông tin dành cho các bạn. Cốc nguyệt sang là một cái dụng cụ hỗ trợ cho phụ nữ trong quá trình có kinh nguyệt. Đó là một chiếc cốc để đặt vào cái âm đạo để đựng những cái kinh dịch thay vì bạn phải sử dụng băng vệ sinh. Cốc nguyệt sang gọi là một cái phát minh thực sự đột phá để giải phóng phụ nữ khỏi những cái khó chịu, vật lộn trong quá trình có kinh nguyệt của mình. Bởi vì cốc nguyệt sang nó rất là tiện lợi và phải gọi là rất là văn minh luôn á. Bạn chỉ cần đặt vào một lần là sau đó các bạn có thể sử dụng tối đa lên đến 12 tiếng. Các bạn không cần phải đi thay băng vệ sinh liên tục, không cần phải lo bị trào, bị tràn hoặc là gây mùi hôi khó chịu vân vân và vân vân. Bởi vì chiếc cốc này nó đặt phía trong âm đạo, nó ngăn cách hoàn toàn cái môi trường bên trong và cái môi trường bên ngoài, cho nên vi khuẩn không có thể tiếp xúc được với cái chất dịch. Giống như sử dụng băng vệ sinh thì nó sẽ không gây ra mùi nè, nó không có gây cái ẩm thấp, cái cảm giác ướt át khó chịu, và nó cũng không có gây cảm giác ngứa ngáy hoặc bị đỏ. Cái thứ hai là có nguyệt sang bảo vệ môi trường. Thay vì bạn sử dụng một ngày có thể là 2-3 cái băng vệ sinh thì tính ra một năm bạn sẽ phải sử dụng bao nhiêu cái băng vệ sinh để thải ra môi trường bên ngoài, trong khi có nguyệt sang mà có thể sử dụng lên tận tới 5 năm lận. Chi phí nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với sử dụng băng vệ sinh. Ngoài ra sau một thời gian sử dụng có nguyệt sang, mình cảm thấy là cái chu kỳ kinh nguyệt của mình nó cũng ngắn hơn. Cái lượng dịch kinh nó cũng ra không có quá nhiều, và mình cũng không cảm thấy đau bụng nào hoặc là nhức lưng, bởi vì nó hạn chế cái sự co bóp của cổ tử cung. Ok, mình sẽ không dài dòng quảng cáo thêm nữa về chiếc cốc thần thánh này, có gì các bạn cứ Google sẽ hiểu rõ hơn ha. Bây giờ chúng ta vào cái vấn đề chính, cái chủ đề chính mà mình muốn nói hôm nay, đó là có bao giờ các bạn cảm thấy khá là bối rối nếu mình phải thay cốc nguyệt sang ở những nơi không quen thuộc không? Ví dụ như là nhà vệ sinh công cộng, ở sân bay hoặc ga tàu điện ngầm gì đó vân vân. Các bạn lại phải đi cái nhà vệ sinh mà các bạn không biết trong đó sẽ có cái gì, thì các bạn cảm thấy rất là bối rối. Và có bạn nào đã từng có những cái trải nghiệm kinh hoàng về cái việc thay cốc ở nhà vệ sinh công cộng chưa? Hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Chứ Lavender thì trải qua rồi đó. Tháng trước mình có một chuyến bay đi Buôn Ma Thuột. Bởi vì sử dụng cốc nguyệt sang nó quá tiện đi, cho nên mình cũng rất là ỷ y. Khi mà mình đi á, mình cũng chẳng đem theo những cái dụng cụ gì để hỗ trợ trong quá trình thay cốc nguyệt sang hết. Bởi vì mình cứ nghĩ ok, mình đi rồi sau đó mình cứ tới Buôn Ma Thuột, về tới khách sạn lấy phòng thì mình sẽ thay luôn đó. Nhưng không ngờ là tại vì bữa đó Lavender đặt cốc hơi lệch một chút, cho nên cốc nó bị rỉ ra ngoài. So, khi mà phát hiện á, thì Lavender phải thay cốc vào cái buổi sáng. Lúc đó là Lavender đang ở Hồ Chí Minh rồi và phải vào một cái nhà vệ sinh công cộng ở trong siêu thị á. Sau khi mình lấy cái cốc ra thì trong nhà vệ sinh đó có cái súng nước, cái vòi bắn nước để rửa đó các bạn. Mình thấy ok, cũng được rồi, có vòi nước để rửa cốc rồi này nọ, cũng đỡ. Thế nhưng mà mình lại quên check là cái lực nước nó mạnh hay nhẹ. Khi mà bấm vô mình rửa thì nó xịt tùm lum, nó văng tung tóe hết các bạn ơi. Thế là mình phải đứng trong đó tầm cỡ 15-20 phút thì một tí rửa, để xịt rửa sạch sẽ, trả lại chỗ cho người ta. Và thật sự là cũng thấy rất là bất tiện, tại vì lúc đó là mình không có đem theo đầy đủ dụng cụ, mình cũng cảm thấy nó không có sạch sẽ và cảm thấy nó rất là trời ơi phiền, cực kỳ phiền luôn, cảm thấy không thoải mái chút nào hết luôn á. Đó là trải nghiệm thứ nhất. So tới trải nghiệm thứ hai là khi tới sân bay rồi, bởi vì máy bay, cái chuyến bay của Lavender bay vào lúc 7:30 tối, sân bay là đã đúng 12 tiếng cần phải thay cốc rồi, mặc dù sáng đó là đã bị một trận ở siêu thị rồi, đã thay rồi. Tuy nhiên là cảm thấy
và lúc đó cũng không có thay đồ được nữa, cho nên đồ từ hồi sáng tới giờ là đồ lúc dơ đó, nên khó chịu lắm. Xui thêm một cái nữa đó là cái chuyến bay của Lavender nó delay tới tận 10 giờ rưỡi gì nó mới bay, cho nên là Lavender nó không được rồi, mình phải quyết định thay cốc và cả thay đồ luôn mới chịu nổi. Nhưng mà Lavender không muốn lặp lại cái thảm cảnh kinh hoàng giống như hồi sáng nữa, cho nên mình đã ngồi suy nghĩ ra một cái plan làm sao để thay cốc một cách khoa học nhất, sạch sẽ nhất, tiện lợi nhất, và mình áp dụng và mình đã thành công các bạn. Hai lần này là mình cảm thấy rất là hài lòng với bản thân mình luôn, cảm thấy wow. Thế nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách của mình cho các bạn ha. Đầu tiên là bước chuẩn bị, bạn nên nhớ quan trọng ha, đó là bạn cần phải có 2 chai nước nhỏ đem theo bên người. 2 chai nước này có thể là bạn không cần để nước đâu, bạn đem thêm 2 chai không cũng được, rồi sau đó khi mà nhập vào nhà vệ sinh đó, bạn đổ nước vô rồi bạn đặt vào phòng toilet. Yeah. Rồi thứ hai đó là 2 chiếc cốc, một chiếc bạn đang xài, một chiếc bạn sẽ thay. Cái thứ ba đó là chai nước rửa tay mà tiệt trùng đó bạn. Yeah. Cái thứ tư nếu được á, thì các bạn có thể đem theo là cái chai dung dịch vệ sinh cốc, vệ sinh phụ khoa cũng được ha. Cái thứ năm đó là hàng giấy. Vậy thì phần thực hiện sẽ như thế nào? Đầu tiên đó là phải rửa tay thật sạch trước khi bạn vào toilet ha. Rồi sau khi bạn vào toilet thì bạn kiếm những cái chỗ bằng phẳng nào để bạn để đồ ra. Ví dụ bạn lấy 2 chai nước ra, bạn mở nắp để sẵn nào. Rồi bạn lấy khăn giấy ra, bạn để sẵn luôn tất cả các chai dung dịch vệ sinh, nước rửa tay, bạn mở nắp ra sẵn. Và lấy sẵn cái cốc ra ngoài luôn. Thường cái cốc Nguyệt Sang bạn sẽ có một cái túi để đựng đó, thì bạn cứ lấy cái cốc ra đặt lên trên cái túi đó. Tất cả đều lấy sẵn ra hết nha bạn. Rồi tiếp theo là mình lấy cốc ra. Khi bạn lấy cốc ra thì đương nhiên sẽ có một cái tay bị dơ đúng không? Bạn lấy cái tay sạch của mình á, cầm một cái bình nước sạch, bạn rửa vệ sinh cốc. Ok, tới đó được chưa? Đó, sau khi rửa xong cốc thì bạn đặt nó lên cái khăn giấy sạch mà bạn đã chuẩn bị để sẵn trước đó, bạn cứ để đó. Bước tiếp theo đó là bạn phải rửa tay lại bằng cái nước rửa tay diệt khuẩn để cho tay nó sạch sẽ thêm một lần nữa ha. Đó, xong rồi thì bạn nên rửa lại nước một lần nữa cho nó trôi đi bớt những cái mùi, cái chất tạo mùi các bạn. Tại vì thật sự thì nhiều khi cái chất tạo mùi nó không tốt cho cái môi trường có nhiều độ pH như là âm đạo của mình. Rồi, thế là bạn cứ tự tin cầm cái cốc mới đặt vào bên trong thay cốc thôi. Sau khi thay cốc thì bạn sẽ còn một chai nước thứ hai, cứ lấy chai nước thứ hai đó, bạn rửa tay cho thật sạch sẽ đàng hoàng. Rồi, sau đó bạn đóng tất cả các dụng cụ lại, bạn đem cái cốc thứ nhất uống khăn rồi, bạn đem ra ngoài cái dung dịch vệ sinh phụ nữ đó, bạn rửa lại cốc cho thật là sạch một lần nữa. Rồi bạn có thể lau khô với cái ăn và bỏ vào túi. Vậy là xong. Mình biết có nhiều bạn sẽ nói wow, sao thấy hơi phức tạp rồi đó, thấy hơi nhiều bước rồi đó. Nhưng mà thật ra là mình làm rất là nhanh. Cái lần thứ hai mình làm rất là nhanh luôn. Tại vì trong đầu mình biết chính xác là mình cần làm cái gì. Và mình đã sắp xếp sẵn hết rồi, cho nên nó rất là khoa học, rất là nhanh và nó rất là sạch sẽ luôn. Thì mình hy vọng sau khi xem clip này bạn bớt sợ hãi hơn khi sử dụng công nghệ sang. Và hãy tiếp tục sử dụng công nghệ sang nha các bạn. Mình thật sự thần tượng với cái người nào mà suy nghĩ để làm ra cái công nghệ sang này, họ phải rất là hiểu và yêu quý phụ nữ thì họ mới có thể có một cái ý tưởng sáng tạo và tuyệt vời đến như vậy. Mình hy vọng một phần nào đó giúp các bạn trải qua những ngày nguyệt sang một cách dễ dàng, thoải mái, dễ chịu hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.